Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng đông, huyện thành phố đã quan tâm tạo điều kiện phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hướng chất lượng, sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường và mang lại giá trị kinh tế cao. Đây cũng là hướng đi giúp cho lĩnh vực thủy sản của huyện có sự phát triển đột phá và trở thành ngành kinh tế biển chủ lực. Thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy về kế hoạch phát triển 4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện thành phố đã tập trung triển khai kế hoạch phát triển 1.500 ha tôm nuôi ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Năm 2023, địa phương đã phát triển mới 147 trên 100 ha nuôi tôm công nghệ cao. Lũy kế đến nay đạt 1.247 trên 1.500 ha của mục tiêu đến năm 2025, đạt hơn 83% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Thành phố được đánh giá là địa phương có diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao khá nhanh. Hiện mô hình này chiếm khoảng 35% diện tích nuôi tôm thâm canh của huyện. Đặc biệt, huyện cũng đã phối hợp với các ngành doanh nghiệp hỗ trợ các khu nuôi có diện tích lớn xây dựng tiêu chuẩn BAP, bao tiêu đầu ra phục vụ xuất khẩu. Theo các hộ nuôi, việc thực hiện mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao theo quy trình CPF Combine của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam là điều kiện thuận lợi giúp hộ nuôi thực hiện thành công chứng nhận BAP. Chứng nhận chất lượng này đã mang lại lợi ích vượt trội cho người nuôi ngay trong những thời điểm hoạt động nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã tham gia cái chứng chỉ BB này từ tháng 11 năm 2022 thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho tôi. Thứ nhất là tôi sẽ tự chủ động có trách nhiệm để mà bảo vệ môi trường, về an toàn sinh học, về khống chế dịch bệnh hay về đời sống công nhân, thì mọi thứ nó sẽ hiệu quả và mang đến năng suất hiệu quả cao trong quá trình nuôi. Và về cái giá cả thì lúc nào cũng cao hơn thị trường từ 10 đến 15 ngàn thì cũng mang đến lợi nhuận cho tôi. Đặc biệt là năm nay, năm 2023 thì tôi luôn sản xuất thành công được 3 vụ liên tục. Ngoài nuôi thâm canh, hoạt động nuôi thủy sản quảng canh cũng được quan tâm phát triển theo hướng tăng năng suất, chất lượng, mà nổi bật là mô hình tôm lúa theo hướng hữu cơ. Toàn huyện có gần 5.800 ha nuôi thủy sản quảng canh, trong đó nuôi theo mô hình tôm lúa và các mô hình nuôi sen 5.000 ha, mô hình tôm rừng 800 ha. Đối với mô hình tôm lúa, địa phương khuyến khích người dân sản xuất theo hướng hữu cơ, áp dụng các giống mới phù hợp thổ nhưỡng, đất đai, thời tiết, liên kết tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng với các công ty để bao tiêu sản phẩm lúa với diện tích hàng năm trên 650 ha ở các xã An Nhơn, An Quy, An Thuận, Giao Thạnh, Thạnh Phong, An Điền, Mỹ An. Hiện nay địa phương đang tập trung phát huy nhãn hiệu tập thể lúa sạch thành phố và phối hợp triển khai chỉ dẫn địa lý lúa sạch thành phố. Năm 2023, huyện đã hỗ trợ cho các xã An Thuận, An Quy, An Điền, An Thạnh và Mỹ An triển khai 135 ha theo hướng hữu cơ, có liên kết đầu vào, đầu ra và xây dựng bãi vùng trồng trên 250 ha. Từ đây về sau là sẽ theo cái mô hình này suốt. Bởi vì cái mô hình lúa hữu cơ này á là giúp cho bà con vừa có lợi nhuận cao, giúp cho bà con hạt gạo của hữu cơ có sức khỏe nhiều. Nông dân đây là giờ ưa chuộng cái lúa hữu cơ này. Lợi nhuận đang xen giữa mô hình tôm lúa này thì khoảng 1 hecta thì nó cũng khoảng tương đương với 100 triệu đồng. Thì nhân dân rất là yên tâm sản xuất theo cái mô hình tôm lúa kết hợp. Đặc biệt là cái mô hình lúa hữu cơ. Lúa hữu cơ mình hiện tại thì ở xã mình hiện có khoảng chừng 300 hecta. Lúa hữu cơ thì được công ty Hoa Nắng và một số công ty khác ký kết đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Với cái việc mà cây lúa và con tôm có hiệu quả thì nông dân của mình rất là yên tâm sản xuất. Toàn huyện có hơn 18.300 hecta nuôi thủy sản. Nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tổng sản lượng nuôi thủy sản của địa phương năm 2023 tiếp tục tăng 12% so cùng kỳ, đạt 37.200 tấn. Qua đó đóng góp vào giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của năm đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 6,6% so năm 2022. Về ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai các cái mô hình hữu cơ đó, thì nói chung thời gian qua lãnh đạo huyện cũng rất quan tâm trong cái việc phối hợp với sở khoa học công nghệ triển khai các đề tài, các dự án, rồi phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc của sở nông nghiệp, tập đoàn Minh Phú và các cái doanh nghiệp có liên kết tập trung triển khai các cái mô hình như mô hình lúa hữu cơ, rồi mô hình nuôi tôm đạt tiêu chuẩn BAP, đạt tiêu chuẩn AFC, triển khai mô hình nuôi tôm an toàn dịch bệnh để làm sao nói chung là cái trước mắt là cái việc triển khai các mô hình này thì hạn chế cho các hộ nuôi rủi ro.
cái thứ hai thì đáp ứng theo cái yêu cầu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của thị trường trong nước và tiêu chuẩn để phục vụ cho xuất khẩu. Với những kết quả đạt được, có thể thấy định hướng sản xuất sạch, chất lượng mà huyện đang thực hiện ngày càng khẳng định được hiệu quả, từ đó giúp thủy sản thể hiện được vai trò là ngành kinh tế biển chủ lực, để cùng các ngành kinh tế biển khác tạo sự phát triển đột phá cho địa phương và của tỉnh đúng như tinh thần nghị quyết 04 đã đề ra.